Cửa hàng Nông Nguy cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bò Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu, số điện thoại 0337019191, 0974644973. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một con máy cưa xích Makita tay cụt, rất là nhẹ, nặng tầm khoảng 2,5 kg gì đó. Makita ME230T. Đó, một cặp này ha, khá là đẹp. Đây bên nước ngoài dán keo, em chưa cạo luôn. Keo dán keo đây chắc là bị tét cái núm bơm dán keo thôi. Đấy, cạy là chưa cạy rồi, nhưng thì ngày mai sẽ cạy. Đấy, sau đây em sẽ giới thiệu sơ qua về cặp máy cưa xích này nhá. Đây. Đầu tiên kể đến dòng Makita này thì là mọi người muốn sử dụng rong cành nhánh mé canh thì nó rất là phù hợp sử dụng trong gia đình. Cưa nhỏ hay là điêu khắc linh tinh, đội trèo cầm một tay là làm điêu khắc linh tinh thì nó rất là phù hợp và rất là hợp lý. Máy thì lại có trợ lực này, có bơm xăng phụ, e gió tự động, và trong khi đó lại thêm nữa là có cái thắng xích. Nói chung là một con máy cực kỳ hoàn hảo. Nó và thằng Zenwatt Komatsu G2000 thì nó đi là một cặp, thật sự là rất là hấp dẫn. Đó, dòng đó là hai cái này đi một cặp. Về công suất thì nếu tiếng nổ máy thì con này thì không có qua lại G2000 được, nhưng mà nó cũng là một có cái điểm mạnh ưu việt của nó, tại vì không phải là lúc nào cũng có dòng G, mà cũng không phải lúc nào cũng có những dòng Makita này để mà bán trên thị trường, tại vì hàng này lâu lâu mới về được vài con. Đấy, hàng này thì có lam bánh xe hay lam trượt. Thì ở đây hiện tại đang hai cây này đều lam bánh xe, lam nhông. Còn lam trượt thì mọi người bù thêm tí tiền. Còn hiện tại thì lam này lam nhông nên sẽ giá nó bán theo kiểu lam nhông. Đó, như em nói trên đây, đây là cái bộ phận tay thắng. Quý khách muốn thắng xích lại thì mọi người ấn nút đằng phía trước. Đó, xích lại, và muốn không sử dụng nữa thì kéo lùi lại. Rất là tiện phải không ạ? Kế trên đây là một cái nút công tắc tắt mở máy. Đó, mình vòng dưới đây là một cái tay cầm, mình cầm hai tay, mặc dù một tay mình cắt rất là nhẹ ha, nhưng mà mình cầm đây nữa. Kế bên đây là một cái núm bơm xăng giúp máy được dễ nổ hơn này, và đây là e gió đóng tự động, mình có bóp này. Đó, thấy không, phía dưới này là bộ phận mở lọc gió để vệ sinh, xong thời gian mình dài mình xài á thì mình vệ sinh cho nó sạch sẽ đi ha. Vậy thôi. Dưới cùng đây là một cái buri. Đó, buri phải tháo ra. Đấy, ổn đấy. Cái dòng này khá là ấy. Phía khay đây là khay thông gió và chế hòa khí. Máy rất là đẹp, di nguyên bản đấy mọi người, đẹp. Đấy, Makita công suất thì tầm khoảng 230, con này tầm khoảng 23cc thôi mọi người nhé, công suất con này khoảng 23cc thôi. Đó, Makita nhớ là đánh tính hai số đầu, 230 là 23cc đó mọi người. Xi lanh thật ra thì em không có bung nên em không nắm được. Ở phía dưới cùng đây là có một con ốc chỉnh nhất. Ốc này, ốc này chỉnh nhớt, mọi người có thể tăng giảm nhớt ở đây. Một điều nhỏ nhỏ khi sử dụng con máy Makita này như sau. Đó là mọi người sử dụng máy thì mọi người phải quan tâm đến cái bộ phuộc nhúng như thế này. Đó, đừng để nó rơ quá như thế này này. Đó, rơ quá là nó sẽ không có tốt, hay mình cầm mà nó nhức cái đầu máy lên được là không có tốt mọi người ha. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì khi mà nó rơ quá nó sẽ xé cái cổ xăng trong này. Đó, cổ xăng như vậy nó sẽ dẫn đến tình trạng mất găng ti ha. Đó, nên mọi người lưu ý nhúng nhau nó phải cứng chắc. Rơ đầu là mọi người xử lý vấn đề đấy cho nó cứng cáp lại. Cứng nhưng mà vẫn phải để chế độ là gọi là giảm rung được. Nhưng mà cứng mà không rung được thì cũng vứt, mọi người hiểu không ạ? Đấy, nên là khi mọi người sử dụng máy thì chỉ có lưu ý những bước như vậy thôi. Và kèm đến là mọi người bảo quản cái máy cho nó phù hợp. Và khi mọi người mua hàng thì em có một cái hóa đơn, trong đó có hướng dẫn sử dụng, mọi người nên đọc ở cái tờ giấy em làm.
đó, để mọi người biết là ở cách nào thì bảo quản cái máy được bền hơn đấy. Theo ạ, xuất sắc nhá, cây nào nhìn nó rất là đẹp. À, em sẽ hướng dẫn mọi người cách khởi động con máy này. Thì để lâu mọi người chỉ cần bơm nút bơm xăng này lên. Mọi người cứ bơm lâu lâu thế, thấy cái xăng lên đều là ok. Theo. Đấy, sau đó mọi người đóng e gió lên. Rồi tiến hành mình kéo giật khởi động. À, mà lưu ý nhỏ nữa là mọi người phải bật tắt nhé. Bật công tắc lên. Đó, bật lên ha. Sau đó mọi người giật khởi động máy thôi. Và bây giờ em sẽ cùng mọi người test tiếng máy xem nó như thế nào nha. Để em dừng video vào trong nhà. Ok. Em đã vào trong cái khu vực này để buổi tối em nổ đỡ ồn đấy. Hàng xóm này em phải vào trong này ha. Đây là phòng em đựng đồ máy móc này. Các làm các kiểu ha. Đấy. Và em sẽ bây giờ sẽ nổ mọi người ha. Bơm xăng lâu này mọi người đóng cái e lên. Sau đó là giật ho tiếng mọi người bóp phát là được luôn. Bây giờ mình giật luôn ha. Đó, đâu rồi? Đặt lại ha. Ok. Về đây là buổi tối nên em chỉ nổ sơ sơ bóp nhẹ nhẹ cho mọi người coi ha. Này đưa cây cắt bao ngọt luôn. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Mọi người mua hàng thì liên hệ trực tiếp với Thắng Mercosix qua hai đầu số 0337 019191, 0974644973 nha. Bên em là có ship hàng CD toàn quốc. Mua hàng quý khách đặt cọc trước 200 ngàn là bên em ship hàng nha. Nhận hàng về thanh toán nốt số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng là xong. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video rất là nhiều.